Hôm nay mình đi lên Shangri-La mùng 3 Tết, mình lên đây chơi các bạn. Mình đi vô chùa nè các bạn. Chùa này là chùa Đức Viên. Đây, tọa lạc tại Shangri-La nha các bạn. Đây, mình vừa quay cho các bạn xem nha. Trong chùa. Đây, mình chỉ cách cúng nè. Đốt pháo nè. Wow, sát pháo quá chừng. Mọi người ngắm nhìn em, hẹn thùng em không nói. Tôi bây giờ mới chọn người lắm, em còn bé lắm. Ôi mấy anh kia ơi, giờ đi qua sông này, tất cả đây là đồ chơi. Mọi người khách cũng qua, hẹn thùng em không nói. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Nhiều ngẫu bánh bánh mì kho hả, bò kho hả, thu ngân cho bên đây. Bữa nay mùng 3 rồi. Dạ. Bán giải rẻ đi, mùng 4 về. Ăn rồi quay trở lại. Ăn rồi quay trở lại lên giá phải không? Lên giá cũng mua luôn, tại ngon quá. Đây bán đồ chay. Bánh mì pha lấu chay. Bánh mì pha lấu chay. Sạch xíu. Sạch xíu. Sạch xíu.
Rồi, cảm ơn. Mấy hình này đẹp không em? Ngộ quá. Ăn bánh mì sắp xíu chai. Ngon. Ngon quá. Nóng ha. Chép đẹp quá. Này cam hả bưởi? Giống trái bưởi. Trên nó chánh điện á. Khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ, khoe áo mới, chạy tung tăng vui pháo.
bán gì chuyên viên rồi đó. Bánh kẹp nè. Đây là chánh điện các bạn. Wow, cái đoàn con tét quá to. Con tét ở Mỹ mới có, chứ Việt Nam có. Wow, quá chừng. Quá chừng rộng rãi thôi. Chỗ này nãy mình vô mình mua bánh mì đó. Dạ. Ê, về. Dạ. Xe lên nè. Việc kết thúc video đi. Rồi, bye bye các bạn. Mình đi chùa vừa xong, bây giờ mình ra về nha các bạn. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại những video tiếp theo. San Jose nha các bạn. Chùa San Jose nha các bạn. Lần đầu tiên mình ăn Tết ở Mỹ. Đi chùa Việt Nam ở Mỹ.
Rồi mình kết thúc video tại đây các bạn. Bye bye.